Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV, website hungyentv.vn. Hãng thông tấn Ria Fan của Nga vừa đăng tải bài viết của ông Anton Bragdikin, nhà khoa học chính trị và lịch sử, tổng biên tập tạp chí khoa học Ancon, đánh giá tích cực về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Bài viết khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc tăng cường tình đoàn kết về hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng cộng 13 văn kiện về hợp tác trong các lĩnh vực đảng, tư pháp, hải quan, môi trường, sinh thái, thể thao và giao lưu văn hóa đã được ký kết. Chuyên gia Nga đặc biệt chú ý tới việc cả hai tổng bí thư đều nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu chính là đảm bảo ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên chính phủ đầu tiên tham gia phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng tập trung vào việc nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn, việc di rời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội, quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản, việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, việc kiểm soát và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia. Sáng nay, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2017-2022. 92 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 830 trưởng ban công tác mặt trận trong toàn tỉnh được biểu dương nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Nhiều trưởng ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tham gia công tác giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ liên gia tự quản, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 2928 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công. 9 tháng đầu năm 2022, các đơn vị tự chấm tổng điểm đạt được là gần 60 trên 70 điểm. Các lĩnh vực chưa đạt được là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường kiểm tra người đứng đầu các đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi một số bộ và các địa phương về việc quản lý điều hành mặt bằng xăng dầu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động phối hợp, cân đối từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước, khẩn trương, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu, nhất là các quy định về thời gian, điều hành giá, quỹ bình ổn giá, việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu. Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Hưng Yên tổ chức trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng cùng Agribank tăng nhanh tài lộc. Số trúng thưởng là gần 430 khách hàng với tổng giá trị giải thưởng gần 270 triệu đồng. Trong đó, một khách hàng trúng giải nhất là một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Hai khách hàng trúng giải nhì, mỗi giải là một sổ tiết kiệm 30 triệu đồng. Tiếp tục tri ân khách hàng, Agribank đang triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng Agribank Sức Sống Xanh với giải đặc biệt là một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng và nhiều giải thưởng có tổng giá trị trên 17 tỷ đồng. 24 tuổi, anh Đặng Xuân Hiếu đã có hành trình 4 năm rong ruổi giúp đỡ hàng nghìn bệnh nhân nghèo Hà Giang trên những chuyến xe cứu thương không đồng. Hệ thống xe cứu thương không đồng được Ambovi ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang tổ chức và Hiếu là một trong những người tình nguyện lái xe. Anh thường xuyên lái chiếc xe cứu thương rong ruổi khắp các ngõ ngách để chở những bệnh nhân nặng chuyển tuyến hay bệnh nhân bị bệnh viện trả về vì không còn khả năng cứu chữa. Điểm chung của những bệnh nhân được Hiếu giúp đỡ đều là những người nghèo ở tỉnh Hà Giang và những vùng lân cận. Trải qua hành trình cầm lái trên những chuyến xe thiện nguyện không đồng, Hiếu cảm thấy cuộc sống có niềm vui khi được cống hiến và làm những việc có ý nghĩa. Sau 3 năm tạm dừng vì Covid-19, thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai trở lại lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Deep 2023 được diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2023. Địa điểm là khu vực cảng sông Hàn. Deep 2023 được dự kiến có 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế và đội Đà Nẵng, trình diễn trong 5 đêm, trong đó có 4 đêm thi vòng loại và 1 đêm chung kết. Thời gian trình diễn của mỗi đội không dưới 20 phút và không quá 22 phút. Cơ cấu giải thưởng gồm tiền và hiện vật cho đội quán quân 10.000 đô la Mỹ, đội á quân 5.000 đô la Mỹ. Deep là sự kiện có quy mô lớn được Đà Nẵng tổ chức 10 kỳ, trở thành lễ hội quốc tế độc đáo tại Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về y tế. Trong đợt phân bổ tháng 10, huyện Kim Động được cấp 8.000 liều vaccine COVID-19 để tiêm cho hai nhóm đối tượng là trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, mũi 3 và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến ngày 2 tháng 11, huyện đã tiêm được trên 4.500 liều, đạt tỷ lệ 57%, vẫn còn trên 3.500 liều chưa được tiêm. Trung tâm y tế huyện đang phối hợp với các doanh nghiệp trường học để tổ chức tiêm chủng hiệu quả. Tuy nhiên, tâm lý của nhiều người dân còn chủ quan thờ ơ với mũi tiêm này nên công tác tiêm chủng gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 2886 về tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời cho công tác phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, sẵn sàng thu dung cách ly điều trị kịp thời cho người bệnh. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 11 đã bắt đầu phiên thảo luận 2 ngày về dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Dự thảo nghị quyết được thảo luận có tên gọi là sự cần thiết của việc chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Cùng với đó, 18 cựu lãnh đạo các nước Mỹ Latin và Caribe ngày 1 tháng 11 cũng đã viết thư gửi Tổng thống Joe Biden kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba trong bối cảnh quốc đảo này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Ian vừa qua. Được áp đặt từ năm 1962, lệnh cấm vận của Mỹ hạn chế Cuba tiếp cận nhiều loại hàng hóa cũng như viện trợ quốc tế và các nguồn tài chính. Đây là lệnh cấm vận kéo dài và khắc nghiệt nhất áp dụng với một quốc gia có chủ quyền trong thế giới hiện đại. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, trong 3 thập kỷ qua, châu Âu đã ấm lên gấp đôi so với phần còn lại của thế giới và trải qua mức tăng nhiệt độ lớn nhất so với bất kỳ châu lục nào. Số liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy từ năm 1991 đến năm 2021, nhiệt độ trên toàn châu Âu tăng trung bình 0,5 độ C mỗi thập kỷ, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là 0,2 độ C. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ tại châu Âu tăng nhanh do phần lớn diện tích châu lục này nằm gần Bắc Cực, nơi nhiệt độ tăng nhanh nhất thế giới và chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu. Vừa qua, một vườn thú tại Australia đã phải phong tỏa sau khi 5 con sư tử sống chuồng. Những con sư tử được nhìn thấy bên ngoài chuồng ở vườn thú Stronga ở Sydney. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 11, các nhân viên và khách tham quan tại đây đã phải trốn trong khu vực an toàn. Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, đàn sư tử đã quay trở lại chuồng. Đại diện vườn thú Taronga cho biết một hàng rào dài 1,8 mét đã ngăn cách những con sư tử này với phần còn lại của vườn thú. Tuy nhiên, họ không nói rõ làm thế nào những con sư tử có thể thoát khỏi chuồng của chúng. Một công ty công nghệ tại Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công nguyên mẫu ô tô bay có trọng lượng lên tới 2 tấn. Trong thử nghiệm mới của công ty AeroHT, công ty con của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Xpeng, nguyên mẫu kích thước đầy đủ X3 có trọng lượng lên tới 1.936 kg. Trong video thử nghiệm, X3 chạy ra từ gara, sau đó cất cánh lơ lửng tại chỗ, bay thêm một chút rồi quay trở lại và hạ cánh một cách nhẹ nhàng. AeroHT chưa công bố thông tin về phạm vi hoạt động của xe ô tô bay. Tuy nhiên, với trọng lượng không hề nhỏ, có thể X3 sẽ không bay được lâu trên không trung. Ngoài ra, nguyên mẫu có vẻ được thiết kế cho cá nhân sử dụng thay vì dùng làm taxi bay thương mại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Để gửi những tin tức mới nhất cho chúng tôi, quý vị hãy gửi về các địa chỉ email thoisuhdi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.